Đầu tiên quả phạt bóng thuộc về đội tấn công. Lê phạt bóng tốt, bốn một đây, bỏ nhỏ thành công, 1-0 cho đội Biati. Giang số 8 có thể đập bóng tốt, 1-0. Lê đúng một hòn điểm 2-1 cho đội tấn công. Lê quả đá bóng tốt, 1-1 đẹp cho 8 bỏ nhỏ dưới đây, bỏ nhỏ dính bóng bóng mi li ha. Bỏ nhỏ từ pa lon của mà rộp đằng làng để rộp dính chết rồi. 3-0 quả đập không qua lưới, điểm cho đội Viati, 4-3. Tới đập bóng tốt, điểm 5-3 cho đội Viati. Hoàng chuẩn bóng tốt của Tơch, lối bước 1, 6-3. Điểm cho đội tấn công, 4-6. Lê nhỏ không thành công, quả đập tốt của Giang, điểm cho thức công, hai quả liên tiếp, 5-6. Phạt bóng tốt, 6-6. Bỏ bóng thành công, điểm 6-6. Ba điểm liên tiếp. Số 8 điểm 7-6. Bốn điểm liên tiếp cho đội tấn công. Đứng hay rồi. Là lọt tàu nặng. Ngày cứ nơ mất lắm nặng. Lập cho mức ở huyền. Dâng vậy là đội Việt Thi đang chạm lưới, điểm thuộc về đội tấn công, 8 đây, lợi thế đang thuộc về đội tấn công, đội Việt Thi sẽ phải cố gắng hơn. Phần
chuyển bóng ra ngoài. Tám đều. Phạt bóng ra ngoài. Điểm 9 8 bước 1 đẹp. Tush. Quả đồng khá mạnh của Tush. Chủ công của đội Việt Tinh. Đây là chủ công số 1. 9 đều. Dương. Thế này, Tuấn. Quả đập bóng ra ngoài. Vậy là quả bóng trong sân. Điểm cho đội Tấn Công 10-9. Bóng rời tự do. Điểm 11-9. Hai điểm liên tiếp. Quả đập rất tốt của hết. Điểm cho đội Việt đi. 10-11. Số 8. Lối bước 1. Điểm 12-10. Hoàng hết. Không được, đường chuyền bóng hơi sau. Vẫn trong sân. Cứ bóng tốt. Số 8. Không được. Đội bóng ra ngoài của Thuân. Rất tiếc cho Thuân không có hàng trắng. Điểm 11-12. Đội bóng tốt. 13-11. Phạt bóng tốt. Hết. Bỏ bóng thành công. Điểm 12-13. Trận đấu ra đây. Tỷ số đang theo đuổi nhau. Hoàng. Số 8. Quả đập bóng tốt. 14. 2. 12. Số 8. Quả đá bóng tốt. Điểm 15-12. Vẫn ngồi trên rồng. Mà thôi. Ngồi. Mà thôi ngồi trên rồng. Nào. Nhi gặp. Ờ ngồi. Nick. Điểm 13. Lối kỹ thuật. 15. Dâng. Quả đá bóng tốt. Điểm 16-13. Tập sẽ đến tám à. Định ăn tập sẽ đến cước à. Ê tập 8 rồi. Quả đá bóng chạm hàng trắng ra ngoài. Điểm 14-16.
Chào tao. Quả đá bóng rất mạnh của Nhật. Điểm 15-16. Nơi nhé, Nhật. Nhưng không mà thấy lẻ lẻ này. Chị chưa biết. Bỏ bóng tốt. Điểm 17-15. Được bóng tốt. Điểm 16-17. Quả bóng khá hay của Nick. Phạt bóng tốt. Số 8. Đập bóng tốt. Điểm 18-16. Lê. Phạt bóng tốt. Tới. Quả bóng đẹp mắt. Chủ công của đội Việt Tây. Điểm 17-18. Phạt bóng không quá lưới. Điểm 19-17. Lợi thế đang thuộc về đội Tất Công. Đội Việt Tây sẽ phải phấn đấu hơn, cố gắng hơn. Phạt bóng không qua lưới. Điểm 18-19. Dân Thuân. Quả đá bóng tốt nhưng không qua được bước 1. Nứt. Đá bóng ra ngoài. Rất tiếc. 20-18. Thì chấp bóng tốt. Đêm bên kia. Nà, rộp rút lo nó bùa ấy xong. Đi rồi về mình nằm về hộp cái hạt về. Ai rộp về. Lo bật về. Bài nó đi vào. Lút bal mà lút bật. Số 8. Quả đá bóng rất hay. Kết thúc trận đấu thứ nhất với tỷ số là 21-19. Giờ trận đấu giữa đội Tất Công và Việt Tinh sẽ tiếp đội Quân Sĩ Cây và đội Tất Rừng. Lăng tập
Xin mời hai đội vào sân. Ăn cơm tê tê nè. Vân đây chất của bạn rồi. Nui nui nọ nui. Khai đong ức ức trọ. Khai đong hay. Ăn blong bật trời trong chất ăn tê tê tôn trọng bần. Phạt bóng không qua lưới điểm trao đổi thất công. Quả đá bóng tốt của Sao Bao. Điểm 2-0. Sạt bóng không qua lưới. Quả đá bóng không qua được hàng trắng. Điểm trao đổi Việt đi, hai đều. Phạt bóng tốt, lưới bước một, nhưng vẫn còn xử lý được. Nick, quả đá bóng tốt, nên xin lỗi. Xin đi hơi sao vậy? Ê, nhông mắt ở lên lại bị mình phốp nam. Phần bóng tốt của Hoàng. Vậy là bước 1 hay 3 đều. Lê Đức của đập rất mạnh, rất tiếc bóng đá ra ngoài. Điểm trao đổi tấn công 4. Của đội bóng tốt 4 đều. Phạt bóng tốt, Lê Phương. Chào tao. Quả đá bóng ra ngoài. Phạt bóng tốt. Khân rất tiếc trao đổi thất công, bỏ bóng thành công của đội Betty. Điểm 6-4. Thuận bỏ bóng tốt. Điểm 9. Phải xử lý tốt của 9. Tới. Đá bóng tốt. Điểm 7-5. Cọ
này đội đông rong bên mét ta bên nào ha vẫn trong sân được bóng không qua lưới rất tiếc điểm chờ đổi tấn công 6-8 không được bước một hỏng của đội Việt đi điểm chờ đổi tấn công của đội bóng không qua lưới của nơi 8-0 rất tiếc bỏ bóng không tốt của Thương điểm cho đội Biểu Tinh 9-8 chờ ta không được bền đội Biểu Tinh giết lung tung 9-0 Tush được bóng ra ngoài điểm 10-9 được bóng tốt 10-0 một pha cứu trợ quá mãnh liệt của đội tấn công được bóng tốt Ninh vẫn trong sân Dương của đập bóng tốt của Thượng Hóa cho tao điểm 12-10 của đập quả phạt bóng tốt bóng rơi tự do điểm 13-10 không được lối bước một điểm 14-10 của đội bóng của tươi ra ngoài điểm 15-10 à, đội nó vẫn tạo vẫn khổ lỗ hai thế ta khẳng nhiên thế nghe lửa bỏ bóng không thành công được bóng tốt điểm trao đổi Việt Thi 12-15
Quả đá bóng chạm hàng trắng ra ngoài, điểm cho đội Tấn Công 16-12. Phạt bóng ra ngoài, điểm cho đội Việt Tinh 13-16. Trong kết thúc hiệp 1, set thứ nhất với tỷ số là 21-19 thuộc về đội Tấn Công. Và bây giờ thì lợi thế đang thuộc về đội Tấn Công 14-16. Phạt bóng không qua lưới, điểm cho đội Tấn Công 17-14. Quả đá bóng tốt, điểm 18-14. Phạt bóng cho đội Tấn Công. Nick, đội bóng không qua lưới. Không phải là Nick mà là Nơi, xin lỗi nha. 19, chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Đội bóng tốt. Bởi đội Tấn Công đã bị chạm lưới. Điểm cho đội Việt Tinh 15-19. Đây là buổi giải 4x4 lần đầu tiên. Các đội chơi cũng tạm được. Điểm 16-19. Cầu đá bóng ra ngoài trong sân. Sân à? 20-16. Chỉ còn một điểm nữa thôi. Cầu đá bóng tốt của Tây. Điểm 17-20. Bắn cái loài ạ, đồ hơi ạ. Quá đáng tiếc cho đội Việt Tinh. Họ đã để cho đội Tấn Công dẫn với tỷ số hiện tại là 3 quả. Và lợi thế bây giờ, quả phát bóng này là lợi thế thuộc về đội Tấn Công. Phương số 8. Quả đá bóng ra ngoài. Đội số 8, điểm 18-20. Phạt bóng không qua lưới. Vậy là kết thúc trận thứ nhất giữa đội Tấn Công và đội Việt Tinh đã giành chiến thắng Tấn Công.